Hai mọi người, hôm nay Ngọc sẽ giới thiệu cho mọi người những tính năng hay trên chiếc Realme 5 Pro. Thì đầu tiên mà cái tính năng mà Ngọc thấy là nó khá là hữu ích, đó là trợ lý thông minh. Đối với các trợ lý thông minh ảo này thì trên điện thoại nào cũng có, như con Realme 5 hay là nói chung là tất cả những cái điện thoại bây giờ thì nó đã có trợ lý ảo rồi. Rồi, có một cái mà Ngọc thấy khá là đặc biệt ở trên cái trợ lý ảo thông minh của Realme 5 và Realme 5 Pro này là đó chính là trình đếm bước chân. Thì Ngọc sẽ vào thử cho mọi người cùng xem nha. Thì cái trình đếm bước chân này nó sẽ cho mọi người nhìn thấy được cái số bước chân mà mọi người đã đi được trong ngày, trong tuần, trong tháng. Thì cái số bước này sẽ dựa vào số km mà mọi người đã đi được. Thì cái này thì Ngọc không biết là chắc là chỉ đếm cái lúc mà mình đi bộ thôi nha. Đối với lại cái tính năng thứ hai mà Ngọc muốn nói đến với chiếc Realme 5 Pro này, đó chính là tính năng nhân bản ứng dụng. Thì đối với tính năng này thì mọi người vào phần cài đặt, mọi người kéo xuống phần nhân bản ứng dụng ở phía dưới gần cuối của cái cài đặt. Đối với nhân bản ứng dụng thì nó sẽ cho phép nhân bản những cái ứng dụng mà mọi người đã tải về, hoặc là những cái ứng dụng mà mọi người chưa tải về thì mọi người có thể cài đặt ở đây. Thì hiện tại thì đã có Ngọc đã tải về Facebook, Instagram, Messenger hay là Zalo, và mình đang bật chế độ nhân bản ứng dụng đối với Facebook tại vì Ngọc có hai tài khoản Facebook chẳng hạn. Thì đối với những người có sở hữu hai cái tài khoản Facebook hay là sở hữu một cái tài khoản Facebook của mình cá nhân và một cái dành cho công việc thì mọi người có thể sử dụng cái này. Sau khi nhân bản ứng dụng thì mọi người ra màn hình chính. Đây chính là giao diện Facebook chính và đây là Facebook nhân bản. Đối với mọi người có thể sử dụng song song hai cái tài khoản mà không bị ảnh hưởng gì cả. Thì cái này cũng sử dụng như là cái Facebook bình thường thôi, mọi người cứ đăng nhập vào, sau đó mọi người vào như một cái tài khoản độc lập. Ok, bây giờ Ngọc sẽ nói đến tính năng thứ ba mà Ngọc thấy khá là hay ở trên chiếc Realme 5 Pro này. Đó chính là không gian trò chơi. Thì đối với không gian trò chơi thì mọi người sẽ vào phần cài đặt, kéo xuống dưới cùng luôn ở dưới phần nhân bản ứng dụng hồi nãy thì sẽ là cái phần không gian trò chơi này. Đối với không gian trò chơi thì mọi người có thể là thêm cái phần ứng dụng đây, mọi người có thể nhìn thấy quản lý trò chơi của tôi đã thêm 4 ứng dụng. Thì trong này đã được thêm cái tựa game là Liên Quân Mobile, PUBG Mobile, Alpha 9 hay là Game Bench. Ngọc đã bỏ vô 4 cái, sau đó thì Ngọc sẽ chọn là lối tắt trên màn hình, Ngọc bật luôn ẩn các biểu tượng trò chơi trên màn hình để trống chỗ. Bây giờ chúng ta sẽ ra và quan sát là trên màn hình của Ngọc không hề xuất hiện 4 tựa game này nha mọi người. Vậy thì nó nằm ở đâu? Nó nằm trong phần công cụ nha mọi người ơi. Vào chúng ta vào phần công cụ, vào không gian trò chơi thì mọi người sẽ thấy là hiển thị 4 cái tựa game hồi nãy Ngọc đã cho vào không gian, thì nó sẽ nằm ở trong này luôn. Đối với cái không gian trò chơi này thì nó có tác dụng gì? Đó là tiết kiệm không gian như Ngọc đã nói lúc nãy và tối ưu hóa độ mượt mà cho các tựa game một cách tốt nhất. Tức là mọi người chơi game thì mọi người sẽ cảm thấy là mượt hơn đó. Rồi, hạn chế sự truy cập internet vào các ứng dụng khác để tập trung cho các ứng dụng này. Tức nghĩa là khi mà sử dụng các trò chơi ở trong cái không gian trò chơi này thì các ứng dụng như trình duyệt khác hay là những cái ứng dụng khác thì nó sẽ bị dăng ra khỏi internet, đảm bảo cái độ mượt mà. Như vậy thì giảm độ trễ của mạng, tức là pin được hạ thấp xuống mức thấp nhất để chơi game một cách mượt mà. Nói chung là hỗ trợ game độ mượt mà của game một cách tốt nhất luôn đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ một điều đặc biệt nữa mà trong không gian trò chơi này Ngọc phải nói đến. Đó chính là trong khi chơi game thì các ứng dụng thông báo và các cuộc gọi đến cũng chỉ hiển thị ở góc trên màn hình. Thì các thông báo của các ứng dụng hay là các cuộc gọi đến thì cũng chỉ hiển thị ở góc trên màn hình bên trên này. Như vậy thôi. Hoặc là nằm ngang thì nó cũng chỉ hiển thị ở bên trên màn hình thôi. Tránh làm gián đoạn cái cuộc chơi game đến hồi gay cấn, hoặc là tránh làm phiền chúng ta. Nếu mà đến cuộc gọi đến mà trong khi chúng ta đang chơi game mà không có, nói chung là đang ở giao diện bình thường thì mọi người có thể nhấn nghe. Còn nếu mà chúng ta đang bận thì chúng ta có thể gọi lại sau. Ok, đó là cái tính năng đặc biệt của không gian trò chơi. Và Ngọc sẽ đi đến cái tính năng tiếp theo trên con Realme 5 Pro này của chúng ta.
đó là không gian trẻ em. Ồ, nói đến không gian trẻ em thì mọi người kiểu chắc là như nhà trẻ nha. Ờ, không phải đâu mọi người ạ. Thì trong phần cài đặt này mọi người sẽ vào phần bảo mật nha. Rồi, không gian trẻ em của chúng ta nó sẽ hiển thị màu cam và có hình cái nhóc tì ở trên này. Ok, Ngọc sẽ nhấn vô cho mọi người xem. À, đối với không gian trẻ em này thì dùng để làm gì nhỉ? Đó là chúng ta sẽ quản lý con mình chơi trên cái điện thoại này. Tức nghĩa là ví dụ như là một ngày con học bài đi thì con sẽ được thư giãn bao nhiêu đó phút. Đây, vào thời gian mỗi lần sử dụng. Thì ví dụ như chúng ta quy định với con là chúng con sẽ được chơi 15 phút chẳng hạn, hay là 30 phút, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, hoặc là không giới hạn. Tùy vào phụ huynh đó dễ khó như thế nào nha. Ok, đối với Ngọc thì là 30 phút đi. Rồi, các ứng dụng được phép truy cập. Cái điều này là khá là đặc biệt, khá là quan trọng trong cái tính năng này. Thì như mọi người cũng đã thấy ở đây, Ngọc sẽ chọn những cái mà được phép cho con mình truy cập ứng dụng đó. Ví dụ như ở đây Ngọc sẽ cho thư giãn với, wow, khá là nhiều app nha. Ngọc sẽ cho thư giãn như là chụp hình đi. Ngọc thích con Ngọc chụp hình. Sau đó từ điển T-Flash đó, hoặc là thư giãn với Zing MP3 hoặc là YouTube. Ok, Ngọc thấy như đó là đủ rồi. Ngọc đã chọn 7 ứng dụng được phép truy cập. Và làm sao để vào không gian trẻ em này? Mọi người nhìn thấy cái nút màu xanh ở dưới đây, vào không gian trẻ em. Chúng ta sẽ vào nha. Thì đối với Ngọc đã cài đặt mật khẩu sẵn rồi thì không nói tới. Nhưng mà khi mà mọi người chưa được set up mật khẩu thì mọi người sẽ được một câu hỏi làm đặt mật khẩu cho cái không gian trò chơi này. Thì mọi người sẽ đặt mật khẩu theo cái số mà mình cảm thấy là dễ nhớ. Ok. Và khi mọi người quan sát nè, Ngọc kéo qua kéo lại thì không có hiển thị bất kỳ ứng dụng nào khác ngoại trừ 7 ứng dụng mà hồi nãy Ngọc đã chọn. Thì con trong 30 phút kể từ thời gian mà truy cập vào không gian trẻ em thì sẽ được tính bắt đầu từ đó, và con sẽ được chơi trong những cái ứng dụng này thôi. Và tất nhiên là chúng có thể thoát ra khi mà nhấn nút thoát. Nhưng mà một điều quan trọng đó là phải biết mật khẩu nha. Đây, chúng ta sẽ thoát khỏi không gian. Đây, chúng ta sẽ thoát khỏi không gian trẻ em vào nút thoát không gian trẻ em. Ok, nhấn vào. Sau đó nó sẽ hiển thị là bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình để thoát không gian trẻ em, nhập dấu vân tay hoặc là mật khẩu màn hình của bạn thì bạn mới thoát ra được. Ok, như vậy thì một chiếc điện thoại của chúng ta đã quay về trạng thái cũ khi mà con hết sử dụng. Ok, tính năng này thì đảm bảo là giúp các phụ huynh quản lý con mình một cách triệt để luôn nha. Mọi người ơi, đừng quên nhấn share và subscribe kênh Giúp Ngọc nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye.